Xin chào các bạn. Phần hướng dẫn trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là vẽ phối cảnh một điểm tụ rồi, đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần đó là vẽ phối cảnh hai điểm tụ. Cái phối cảnh hai điểm tụ này thì nó phục vụ rất là tốt cho cái việc các bạn làm nội thất để vẽ các cái phối cảnh góc chẳng hạn, hoặc là chúng ta đi vẽ ở ngoài trời đó, chúng ta vẽ ký họa thì chúng ta phải sử dụng hai điểm tụ. Thế để tìm cái phối cảnh hai điểm tụ chúng ta sẽ làm như sau. Đây, ví dụ là tôi sẽ có một cái phối cảnh mặt bằng thì tôi sẽ vẽ một cái hình vuông như này. Đấy, và phối cảnh hai điểm tụ thì cái mặt bằng nó không thể nằm ngang như này thì nó sẽ làm phối cảnh một điểm tụ. Đó, thì chúng ta bao giờ vẽ nằm ngang như này, còn vẽ phối cảnh hai điểm tụ thì nó sẽ chéo. Tất nhiên là nếu mà các bạn để chéo ít như này thì cả một điểm tụ sẽ chạy rất xa. Chính vì vậy ở bài này tôi sẽ cho chéo khá là nhiều để cái hai điểm tụ nó cũng tương đối gần để chúng ta dễ thể hiện cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Đấy, và khi chúng ta có một cái phối cảnh mặt bằng như này rồi, của một hình vuông rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mặt tranh. Thì ở cái phối cảnh mặt bằng thì mặt tranh nó chỉ là một đường thẳng thôi. Tôi sẽ vẽ một cái mặt tranh như này. Đấy. Đấy, nó chỉ là một đường thẳng này. Được. Okay. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ đặt tên điểm cho nó nhé. Tên điểm thì chúng ta cứ đặt là ABCD thôi. Đấy, đúng không? Ở đây nó sẽ là đi. Để sau khi chúng ta có phối cảnh mặt bằng như này, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hai điểm tụ của thằng này như sau. Và tôi sẽ vẽ lên phối cảnh mặt đứng, thì ở đây phối cảnh mặt đứng tôi vẽ luôn lên trên này nhé. Thì phối cảnh chúng ta sẽ có bao gồm đường chân trời, đúng không? Chúng ta sẽ bao gồm đường chân trời. Ở đây tôi sẽ không vẽ cả một khung tranh ra, chúng ta chỉ cần đường trên trời như này thôi. Sát vào. Tiếp theo chúng ta cần có đáy tranh, đúng không? Đáy tranh thì tôi copy được. Đây, đáy tranh. Và để tìm được điểm tụ của cái hình này, hai điểm tụ, thì chúng ta phải xác định cho tôi điểm nhìn. Đó. Thì để xác định điểm nhìn thì các bạn sẽ phải có một cái điểm nhìn chính. Ví dụ điểm nhìn chính tôi đặt ở đây chẳng hạn. Đó. Và kéo xuống. Đó. Thì các bạn nhớ đặt điểm nhìn chính đừng trùng với bất kỳ một cái điểm nào. Khi mà gióng xuống này không trùng điểm nào nhé. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có P này. Đấy, và chúng ta sẽ có O là điểm nhìn. Đấy, thì cái khoảng cách PO này thì thông thường nó bằng 2 lần từ 1 đến 2 lần chiều ngang lớn nhất của vật thể khi gióng xuống đáy tranh đây. Đó, thì ở đây nó rơi vào khoảng tầm gần 3 ô. Đó, thì chúng ta sẽ có khoảng 3,5 ô là đẹp. Đó, thì tôi cho ngắn lại.
Ở cái bài này tôi cũng sẽ cho ngắn hơn, cho bằng một lần thôi nhé. Đấy thì thực ra khi bằng một lần thì cái đối tượng nó biến dạng hơi nhiều, nhưng mà tôi muốn làm một lần để cho cái điểm tụ F không chạy quá xa, tôi biểu diễn cái hình to hơn cho các bạn. Còn thông thường thì chúng ta lấy khoảng 1,5 lần thì cái đối tượng chúng ta nó sẽ không bị biến dạng. Bây giờ cách chúng ta đi tìm điểm tụ như sau. Từ điểm O này, các bạn vẽ hai đường thẳng song song với AD thì sẽ tìm được điểm tụ của AD này nhé. Đấy, song song với AD. Và tiếp tục. Đấy, tôi hút màu đấy. Và tiếp tục ô này, chúng ta kẻ song song với thẳng CD. Thế thì các bạn sẽ tìm được hai điểm tụ, và điểm tụ ở đây thì chúng ta sẽ ký hiệu cho nó là F trái và F phải nhé. F trái này. Sang đây chúng ta sẽ đặt tên là F phải. Ok. Đấy thì chúng ta đã tìm được hai điểm tụ rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ lên cái phối cảnh mặt bằng này, và chúng ta sẽ vẽ phối cảnh hai điểm tụ của cái hình vuông này lên trên phối cảnh. Đây, từ điểm F chúng ta gióng ngược lên trên đường chân trời HH nhé. Đây, chúng ta sẽ đặt đường chân trời này, đây là HH, còn đây là X, đây là Y, đây là đáy tranh nhé. Đây, chúng ta ký hiệu đấy cho chúng ta dễ nhìn. Đấy, từ F này ta kẻ một đường gióng lên trên này. Đấy. Tiếp theo từ F phải chúng ta cũng gióng đường lên trên. Đấy, cũng gióng đường lên trên như này. Rồi. Tiếp tục từ điểm D này chúng ta cũng gióng đường lên trên, cắt đáy tranh XY. Đấy. Vừa gióng được lên này. Tất cả những đường gióng này chúng ta có thể cho nó mờ hơn nhé. Sau khi chúng ta được thằng này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái độ chéo ở thằng này, thì nó khá đơn giản đó. Thế thì ở đây cái đường gióng lên này thì chúng ta sẽ đặt cho nó là D1 nhé. Chúng ta đặt D1, và từ D1 này thì các bạn kẻ về điểm tụ F phải này. Đây, chúng ta sẽ có F phải đây. Tiếp tục từ D1 chúng ta kẻ về, à sorry, bên kia là F trái, bên này F phải. Từ D1 này ta lại kẻ về F phải.
Đấy, sau khi mà chúng ta có hai đường này rồi, đây chúng ta sẽ đi tìm điểm A và điểm C. Để đi tìm được điểm A này thì chúng ta cần một cái đường gióng AB kéo dài này, cắt cái đáy tranh ở đâu thì chúng ta sẽ đi tìm cái đường gióng này. Chúng ta sẽ kéo dài cái thằng AB ra, và tương tự thằng này chúng ta cũng kéo dài ra. Okay. Sau khi kéo dài thì các bạn kéo lên đáy tranh XY này, chúng ta gióng ngược lên. Và từ cái điểm gióng ngược này lên này, chúng ta kéo về phải này. Được chưa? Cái đường gióng này chúng ta sẽ đặt tên cho nó A0. Tương tự trên này cũng sẽ là A0. Và bên này thì bên này sẽ là C0 đúng không? Và chúng ta cũng kéo từ đây lên, cắt đáy tranh ý ở đâu thì từ đáy tranh sẽ kéo về F trái. Đấy, thì ở đây chúng ta đã vẽ được phối cảnh của cái hình ABCD. Đấy, chúng ta sẽ có được A phẩy ở đây nhé, B phẩy ở đây và C phẩy ở đây, còn D1 này thì sẽ trùng với D phẩy. Chúng ta sẽ đánh thêm phẩy vào như này. Đấy. Thì ở đây này tôi vừa lấy khoảng cách ô là khá là ngắn và nó bằng một lần, chính vì vậy cái hình ABCD phẩy này nó hơi bị bóp méo nhiều quá, thế nó hơi trông nó hơi bị biến dạng đấy. Đấy, nếu trong trường hợp mà các bạn để nó bằng 1,5 lần thì hình nó sẽ đẹp hơn, nhưng ở đây thì tôi cũng muốn là làm để cho các bạn xem cho nó dễ, nó gần hơn. Đấy, còn nếu mà để 1,5 lần thì các điểm tụ F nó khá là xa, nên là tôi để ngay từ đầu tôi cũng nói là để 1 lần thì bao giờ 1 lần nó cũng sẽ bị biến dạng nhiều nhé. Ok, đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái phối cảnh hai điểm tụ để diễn một cái đối tượng trên phối cảnh như thế này. Đấy là cái cách sử dụng hai điểm tụ. Thì ở trong cái phần nội thất thì các bạn học nội thất thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này rất là nhiều để vẽ cái phối cảnh góc hai điểm tụ. Thì tôi có thể cho các bạn xem cái phối cảnh hai điểm tụ của bên nội thất ví dụ như thế này. Đấy, đây là một phối cảnh hai điểm tụ phương hình góc đấy ạ. Đấy, ví dụ chúng ta có thể vẽ ra những phối cảnh góc như này, thì với những phối cảnh này nó có hai điểm tụ, một điểm tụ tụ về này, tụ ngược về này. Thế thì đây là cái ứng dụng để sử dụng cái nội thất. Những cái phần nội thất thì chúng ta sẽ cần còn phải nghiên cứu rất là nhiều nữa. Đấy, chính vì vậy là tạm thời ở cái bài hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn không phải theo ngành nội thất, mà chúng ta muốn sử dụng hai cái phối cảnh điểm tụ để có thể vẽ các cái công trình
kể cả những cái bạn kiến trúc hay những cái bạn học về mỹ thuật đều có đi những cái ký họa thực tế, đúng không? Thì chúng ta có thể vẽ ra những cái ký họa kiểu dạng như thế này. Đấy, thì đây là cái thể hiện rất là rõ cái ảnh, những cái ảnh này tôi cũng chỉ là sưu tầm trên mạng thôi nhé. Đấy, nên là chủ yếu là để giảm cho các bạn, nên là mình cũng không không vẽ ra. Đấy, cái thằng này thì các bạn là đây này, thì cái này nó tụ về một điểm này, cái này nó cũng sẽ tụ về một điểm. Đấy, thì đây chính là cái phối cảnh hai điểm tụ nhé. Đấy, thì khi mình đi vẽ ký họa ngoài trời như này thì chúng ta rất là cần sử dụng phối cảnh hai điểm tụ. Tất nhiên là có, khi mà chúng ta hiểu rồi thì làm nó rất là dễ thâm nhập, người ta chỉ cần nhìn vào những cái chi tiết, một hai chi tiết là người ta có thể hiểu được các bạn có hiểu cái nguyên tắc của luật ra gần hay không. Đấy, ví dụ thằng này nó có tụ về điểm tụ hay không. Thông thường khi chúng ta đứng thấp hơn ấy, thì bao giờ nó tụ xuống dưới, khi mà chúng ta đứng cao hơn thì nó lại tụ ngược lên phía trên. Đấy, thì đấy là tùy cái góc nhìn của chúng ta. Thì đây là một điểm tụ, và một điểm tụ từ đây nó lại tụ về bên này, và lại nó tụ về bên này, thì bao giờ nó thành hai điểm tụ. Và hai điểm tụ thì bao giờ nó cũng nằm trên một đường thẳng. Đấy là với những đối tượng mà có cái hướng mà cùng nằm ở trên một mặt phẳng thì bao giờ nó sẽ tụ về cái điểm tụ mà nằm trên một đường thẳng. Với những cái mà chi tiết mà nó nằm ngang với mặt đất ấy, thì bao giờ nó sẽ tụ về từ đường chân trời. Còn nếu trong trường hợp mà nó không ngang mặt đất thì có thể nó sẽ tụ lên, ví dụ tại nó sẽ tụ tại một điểm ở trên vô cùng, nhưng mà ở trên phía trên của đường chân trời nhé. Đấy, những đường treo chéo này, cái gì ngang bằng mặt đất thì nó sẽ tụ ở đường chân trời, còn nếu có độ chéo thì nó một là tụ ở phía dưới, hai là tụ phía trên của đường chân trời. Đấy thì với cái phối cảnh hai điểm tụ thì chúng ta có thể đi vẽ các cái dạng ký họa như thế này, kiến trúc và mỹ thuật. Thì tất cả những ảnh này cũng chỉ là sưu tầm thôi. Nhanh này, đây. Chúng ta có thể vẽ ra các cái phần phối cảnh điểm tụ như này. Tất nhiên là khi các bạn vẽ này thì chúng ta vẽ theo ý hiểu. Chính vì vậy là cái phần điểm tụ thì cũng chỉ gọi là mang tính chất là chúng ta tìm một cách tương đối làm sao cho cái hình nó không bị bóp méo là được nhé, để không cần phải vẽ phát thẳng lên như mặt bằng như tôi vừa vẽ. Bởi vì như vừa xong thì chủ yếu là tôi muốn biểu diễn cái cách tìm hai điểm tụ như nào để các bạn hiểu thế nào là hai điểm tụ. Và hai điểm tụ là sự hội tụ của tất cả những đường song song sẽ tụ về một điểm. Đấy, thì với cái góc này thì sẽ cần đến hai điểm tụ để diễn được cái góc như này. Đúng không? Thì tất cả những phối cảnh góc chúng ta đều phải diễn vào hai điểm tụ. Tất nhiên là nó còn sử dụng rất là nhiều những cái điểm khác nhau để có thể biểu diễn được hai điểm tụ. Nhưng tạm thời hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn về cái phần sử dụng hai điểm tụ này để vẽ các cái phong cảnh ký họa như thế này. Vì vậy là khi mà các bạn vẽ những cái phong cảnh ký họa như này thì cái tính ước lệ nó cũng sẽ cao hơn, có nghĩa là chúng ta không cần phải quá trau chuốt về cái mặt hai điểm tụ, khoảng cách có gần hay xa quá hay không. Thông thường thì chúng ta hay bị đặt gần, bởi vì nó hay bị thiếu giấy. Với những phối cảnh điểm tụ mà nó một mặt nó hơi phẳng với mặt tranh, còn mặt kia thì nó hút sâu bên trong thì bao giờ có một cái điểm tụ nó chạy rất xa. Đấy, thế thì ở đây này, một điểm tụ này hút tất cả các cái cạnh song song này, hút tụ tạo điểm, tương tự với ngược lại bên này. Đấy, ngược lại nó sẽ tụ tại điểm bên này, và những cái thằng này nó song song mặt đất thì bao giờ nó tụ thành một điểm ở đường trên trời.
Thì đây là cái cách để chúng ta sử dụng hai đường tụ. Thế thì khi các bạn vẽ, thông thường các bạn hay vẽ đường tụ gần vào trong khuôn giấy này, để chúng ta kéo đường về đường tụ cho nó dễ. Nhưng thông thường nếu mà nó gần vào trong khuôn giấy như này thì thường nó hay bóp méo hình nha. Nó không không được, hình nó trông nó không được trường, nó to đâu, bao giờ nó cũng tọt vào phía sau rồi. Thế thì sau clip này thì chúng ta sẽ làm một cái bài thực hành như thế này. Đấy, tất nhiên ở đây là tôi hướng dẫn làm về ký họa mỹ thuật, chính vì vậy là nó cũng có sự mềm mại kiến trúc đúng không? Đấy thì với những cái ký họa như thế này chúng ta chỉ cần chú ý xem là cái tầm nhìn chúng ta đặt tầm nhìn ở đâu. Các bạn ví dụ như tranh này thì tầm nhìn nó ở trên rất cao như thế này. Các bạn có thể đặt tầm nhìn thấp hơn để nó hút xuống phía dưới chẳng hạn. Thì cái phần bài tập này thì chúng ta sẽ vẽ cho tôi ở trên cái cục A3 nhé, giấy dày. Thì các bạn có thể sử dụng bút sắt, bút kim, bút dạ kim để chúng ta vẽ này. Chúng ta sẽ không sử dụng bút chì, bút sắt để chúng ta thể hiện. Thì phần hướng dẫn phối cảnh hai đường tụ ở đây thì tôi dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn làm thành công. Cảm ơn các bạn.